Phương Trinh Jolie đáp trả cực căng khi bị Mỹ mai đẻ như gà, bầu ăn mặc vô duyên. Phương Trinh Julie đang mang thai nhóc tỷ thứ ba. Cô chăm chỉ cập nhật tình hình sức khỏe thai kỳ đến khán giả. Trong phía em bé phát triển khỏe mạnh, mẹ bầu luôn giữ năng lượng tích cực, lạc quan. Bà xã Lý Bình từng tiết lộ bị lạc nội mạc tử cung, khó mang thai tự nhiên nên đã thực hiện phương pháp IVF, thụ tinh ống nghiệm để mang bầu con thứ hai. Tuy nhiên, lần mang thai thứ ba này nằm ngoài kế hoạch của hai vợ chồng, em bé xuất hiện như một món quà vô giá. Bên cạnh những lời chúc mừng, hỏi thăm có những bình luận kém duyên khiến nữ diễn viên nổi đoá. Một tài khoản để lại bình luận đẻ như gà. Ngay lập tức, Phương Trinh Julie đáp trả cực cắt đông con vui anh ơi. Anh làm như đau đẻ sướng lắm, phải đàn ông mấy anh đau đẻ thử một lần để biết. Nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ làm việc trong nhiều năm qua, cho đến nay Phương Trinh Jolie đã sở hữu tiềm lực kinh tế ổn định và sự nghiệp cá nhân vững chắc. Nữ diễn viên cũng tâm sự, ông xã luôn đồng hành cùng cô để chăm sóc, dạy dỗ bé Mia. Mỗi khi cô mất kiểm soát với con, Lý Bình thường nhắc nhở cô nên điều chỉnh lại, nói chuyện riêng với bé. Những hành động của Lý Bình khiến cô cảm thấy ông xã luôn muốn mi thành một người tốt hơn mỗi ngày. Chưa dừng lại ở đó, khi phương trình Julie đăng hình ảnh cô mặc bikini tại bãi biển, một tài khoản để lại bình luận thiếu tinh tế tràn bồng mà ăn mặc vô duyên. Không bỏ qua, cô lập tức phản hồi, cái này gọi là đồ bơi đó chị. Phương Trinh Julie đáp trả bình luận kém duyên. Dù bước vào tam cá nguyệt thứ hai, vóc dáng Phương Trinh Julie vẫn rất gọn gàng. Cô tiết lộ mình chỉ tăng khoảng 5kg và thai nhi phát triển khỏe mạnh. Nhờ duy trì chế độ luyện tập yoga 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài một tiếng, nữ diễn viên không chỉ giữ được sức khỏe mà còn tự tin hơn trong hành trình làm mẹ lần này. Đặc biệt, các bài tập của Phương Trinh Jolie vẫn bao gồm những tư thế khó, đòi hỏi kỹ thuật và sức bền cao, như trồng cây chuối, một động tác đòi hỏi sự cân bằng và kiểm soát cơ thể tối ưu. Chính điều này đã khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe thai nhi. Tuy nhiên, Phương Trinh Jolie tự tin khẳng định cô hiểu rõ giới hạn của mình bởi cô đã có hơn 11 năm kinh nghiệm tập yoga. Nữ diễn viên chia sẻ, hầu hết các động tác của tôi đều được điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng cơ thể hiện tại. Tôi luôn có giáo viên hướng dẫn tại nhà để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, Phương Trinh Jolie còn nhấn mạnh rằng các bài tập không nhằm mục đích thể hiện mà chỉ để tăng cường sức bền, giảm đau nhức vai gái, bật gấp háng nhằm hỗ trợ sinh nở. Sau mỗi buổi tập, cô thực hiện các động tác giãn cơ sâu để tránh tình trạng căng cơ. Các mẹ bầu nên chọn những bài tập nhẹ nhàng để cơ thể dẻo dai hơn và giảm đau nhất, nữ diễn viên đưa ra lời khuyên. Cô cho biết không nghĩ sẽ cho các con cái gì mà chỉ muốn các bé thành người tốt, biết quý trọng đồng tiền và biết ơn công lao động cũng mẹ. Gia đình cô không có chuyện bị lệch bên nào cả mà rất công bằng. Phương Trinh Julie không lo sợ chồng sẽ không còn thương mi khi có thêm con, chắc chắn các bé sẽ được quan tâm và chăm sóc ngang nhau.